Rồi, thế ngôi nhà nổi biến này nó là như thế nào? Thì mình cùng nhau ôn lại một chút nhà mình đã học hai buổi viên hàm rồi. Thì cái buổi đầu tiên đó là mình sẽ học ngôi nhà của tích mũ 6 đấy. Đây. Và là ngôi nhà cơ bản. Bằng bao nhiêu nhà ôn lại luôn? Ngôi nhà tích mũ 6 thì bằng 1/7 tích mũ 7 cộng C. Rồi, buổi thứ hai là mình học cái bài ngôi nhà là ngôi nhà của 2x cộng 3 mũ 6. Đây, mình học cái này. Thì bây giờ mình sẽ không coi hàm số ẩn x nữa mà mình sẽ coi hàm số ẩn u đúng không? U ở đây là gì nhỉ? U ở đây là 2x cộng 3. Vậy thì là mình sẽ có được là nguyên hàm của 2x cộng 3 mũ 6 này. Nhưng mà d u là 2 cộng 3 thì d phải là du đúng không? D phải là du, vậy d phải là d của 2x cộng 3. Nhưng mà từ dx sang du thì mình phải chia cho u phẩy. Từ dx nhá sang du thì mình phải chia cho u phẩy. Là cụ thể ở đây mình phải chia cho số mấy nhá? Số 2. Đó. Và ở đây mình sẽ được là 1/2 mình rút ra ngoài đây. U mũ 6 d du thì bằng 1/7 đúng không? 1/7 u 7 nhân 1/2 bên ngoài nữa là 1/14. Chắc của hôm nay thì các bạn hiểu cái phần này rồi. U 7 cũng C nhá. Rồi, cái bài hôm nay nhá, nguyên hàm đổi biến đó là mình sẽ gặp phải cái câu như thế này. Đó là thật ra cái đổi biến này nó là một cái mạnh hơn của cái hàm hợp ở phần trên thôi. Ví dụ nhá, một cái ví dụ này. Đó là bây giờ mình sẽ có được x nhân với 2x cộng 3 mũ 6 d. Đây, hôm nay mình sẽ học cái bài này. Rồi, cái bài này thì bị vấn đề gì này, mọi người thấy nếu mà câu này mà mình xử lý theo kiểu hàm hợp như kiểu bố hôm trước ấy, thì ở đây mình sẽ coi cái này là u đúng không? Rồi mình cứ làm như bình thường nhá, mình xem vấn đề ở đâu. Thì ở đây mình sẽ được x nó để nguyên này. 2x cộng 3 mũ 6 này, du đúng không? D của 2 cộng 3. Vẫn là chia cho 2 thôi. Vẫn chia cho 2. Rồi, ở đây thì cái số 2 này thì không quan trọng, giúp 1/2 ra ngoài rồi. Nhưng đây mọi người sẽ nhìn thấy đó là u mũ 6 du thì đúng rồi, nhưng mà nó bị thừa là cái nó bị thừa ra cái x ở đây. Đó, mình chỉ có nguyên hàm của u mũ 6 du thôi nhá, chứ không có cái là nó đầy đủ nha. Đó, nó không bị có x ở đằng trước này. Nhưng bài hôm nay nó sẽ bị thừa ra một cái biểu thức nữa. Đó thì bây giờ mình sẽ làm, hôm nay mình sang bài nguyên hàm đổi biến, đó là mình đặt cái u rồi, thì bây giờ mình xử lý nốt cái ẩn còn lại theo ẩn u nữa là xong thôi. Đó, và nó là một cái mạnh hơn của cái hàm hợp buổi gần nhất mình học. Đó, xử lý nốt cái còn thừa ra này mình sẽ xử lý như nào. Thì bây giờ nhá, cái phần hướng dẫn mọi người cách làm bài nguyên hàm đổi biến này, phần A cho nó lý thuyết nào. Các bước để làm bài nguyên hàm đổi biến mình sẽ có 3 bước nhá. Bước 1, đặt vẫn đặt u thôi, vẫn đặt u bằng fx, mà cái fx ở đây tí nữa cho mọi người kinh nghiệm mình nên chọn fx là cái hàm số nào. Thì đoạn sau nó đây đặt u vẫn là fx nhá. Là bước số 2 này, bây giờ mình sẽ làm cái bước như sau, đó là bước vi phân. Vi phân thì cái vi phân này là gì? Vi phân là chính là đạo hàm, mọi người hiểu nó là chính là đạo hàm và cộng thêm đuôi là d ứng với ẩn của về đấy. Cứ viết đi, xong rồi sẽ có một câu ví dụ cho mọi người luôn. Đó, vi phân là chính là đạo hàm thôi, cộng với đuôi là d ứng với ẩn của về đấy. Cụ thể ở đây nếu mà mình đặt u bằng như câu kia đúng không, mình đặt u là 2 cộng 3, mình đặt u là 2 cộng 3 này, thì ở đây mình sẽ có được là bước vi phân là bước như sau nhá, là bước đạo hàm thôi. Thì đạo hàm của về đây này ẩn ở u nhá, ẩn này ở u, vậy đạo hàm của u mình được gì nhỉ? Đạo hàm của u cái gì, điểm gì, đạo hàm ấy, đạo hàm của u ấy. Giống đạo hàm của x ấy. Đạo x mình được mấy, đạo hàm của x mình được mấy, một, vậy đạo hàm của u mình được một, sẽ được hai. Thì từ đạo hàm của u mình được là một này, xong rồi thêm cái đuôi là d ứng với ẩn của vế đấy, nghĩa là du nhá, vế này là u đúng không, thêm đuôi du. Rồi làm tương tự nhá, đạo hàm của 2 cộng 3 mình được là 2, thêm cái đuôi là d ứng ẩn về đấy, ẩn đây là gì nhỉ, ẩn x đúng không, ẩn x nhá, ở đây về đây là x, vậy dx như này. Đó, vậy thì mình có được du bằng 2 dx. Làm một cái nữa cho mọi người quen này, mình có được đặt u bằng sin x đi. Rồi bước vi phân là bước như sau nhá, đạo hàm, đạo hàm u mình được một nhá, đạo hàm u mình được một, đuôi là du một thì thôi không phải viết gì nữa này. Đó, đuôi là d ứng với ẩn của về đấy, mà đuôi là d ứng với ẩn của về đấy, ẩn là u này, du. Đạo hàm của sin mình được là nào, đạo hàm của sin nhá, cos x nhá, rồi thêm cái đuôi là d ứng ẩn của về đấy là d dx.
Addict mà, thì đây là đấy. Rồi, thêm một cái nữa nhá, cho mọi người thành thạo luôn này. U bằng, nếu anh đặt U bằng Ledic. Nếu anh đặt U bằng Ledic, vậy thì ở đây mình sẽ đạo hàm. Đạo hàm 2 vế đấy, đạo hàm U mình được 1 nhá. Đuôi ở đây U này. 1 thì thôi không phải viết nhá. Đạo hàm Ledic mình được là 1 trên X. Rồi, ở đây là X đúng không? Vậy đuôi ở đây. Đây nhá, đây là bước, gọi là bước vi phân. Đạo hàm, xong rồi thêm cái đuôi ở đây. Xong rồi ẩn ứng với ẩn của vế đấy. Ví dụ đây ẩn U này, thì đây U. X thì là DX. Đó, U thì DU, X thì là DX. Rồi, đến bước số 3. Bước số 3. Đó là mình sẽ tính nguyên hàm thẳng U. Tính nguyên hàm theo U. Tính nguyên hàm theo U. Rồi, sau đó cuối cùng, ở dòng cuối cùng, mình sẽ lại thay ngược trở lại nhé. Bởi vì đề bài nó hỏi là X. Vậy thì cuối cùng mình phải trả lại x cho đề bài. Đó, vậy thì cuối cùng mình thay lại U bằng Fx ngược trở lại vào kết quả cuối cùng nhá. Thay. Rồi mọi người viết đi, xong rồi thầy sẽ ví dụ. Đây, ví dụ luôn câu này. Để mọi người làm. Đây nhá. Ở đây mình có một cái ví dụ này. Mình có nguyên hàm của x nhân với 2x cộng 3 mũ 6, tập trung nhá. Hôm nay không hiểu. Rồi, mình làm như sau này. Mình sẽ đặt, ở đây mình vẫn đặt U như bình thường, mình đặt U như là bài hàm hợp mình chọn đúng không? Ở đây mình sẽ chọn U là cái cơ số của lũy thừa có số mũ lớn nhất. Ở đây mình chọn U là 2 cộng 3. Đó, vậy thì ở đây mình vẫn đặt U nhá, bước 1 này, đặt U bằng 2 cộng 3. Rồi, tiếp theo bây giờ mình sẽ làm bước gọi là bước vi phân này. Bước vi phân là bước đạo hàm, xong rồi thêm cái đuôi là D ứng với ẩn của vế đấy. Thì ở đây mình sẽ có được là đạo hàm của U mình được số 1 nhá. Đó, và đuôi của mình là DU. Đó, 1 DU thì là DU. Đạo hàm của 2 cộng 3 thì mình được 2. Thêm đuôi là D ứng với ẩn của vế đấy, DX. Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ có được là DU bằng là 2DX. Hay là thầy chia 2 xuống vế này. DU chia 2 thì bằng DX. Thì chúng ta cái bước này vẫn là bước mình hay làm bình thường thôi. Đó, thì ở đây nhá, mình sẽ có được, và cái bước tiếp theo này, đó là mình sẽ phải biến toàn bộ cái nguyên hàm này về U. Thì đây là U mũ 6 rồi, thì cái DX này đúng không, DX ở đây chính bằng DU chia 2. Xong rồi, là bây giờ bị vừa mốc X này đúng không, X này thì xử lý như nào này. Thì bây giờ mọi người nhìn xem những cái dòng mà mình đã được biến đổi. Các bạn rút được X này ở đâu ra được, rút X này là ở dòng nào được, rút cái X này dòng đầu tiên được này. Vậy thì ở đây mình rút X ra, X thì bằng gì nhỉ, chuyển 3 sang thế này rồi chia cho 2 không? X của mình sẽ bằng là U trừ 3 chia cho 2. Chuyển 3 sang chia cho 2. Đấy, X ở đây này. Hay bằng là U trừ 3 chia cho 2. Rồi, và đây mọi người nhìn thấy là mình sẽ được full ẩn U nhá. Đó, không có chỗ nào X nữa. Full ẩn U rồi. Và bây giờ mình tính nguyên hàm theo ẩn U như bình thường thôi. Và đây mình sẽ có được là tôi viết cho bên vế này nhá. Bằng này. Cái X ở đây thì thay bằng U trừ 3 trên 2. U trừ 3 chia 2 này. Cái này thầy thay bằng U mũ 6 này. Cái DX này thì bằng DU chia 2 nhá. DU chia 2. Rồi. Rồi và bây giờ cái nguyên hàm mình chỉ ẩn U thôi và nó đơn giản nhá. Nguyên hàm mình chỉ ẩn U thôi và nó khá đơn giản. Bây giờ mình làm như bình thường thôi. Các bạn rút hết số ra ngoài là nhìn cho nó gọn gàng. Hệ số là bao nhiêu nhỉ? 1 phần 2 nhân 1 phần 2 đây nữa. 1 phần 4 đúng không? Rút hệ số ra ngoài này. Sau đó nó còn lại là U mũ 6 nhân với cả U trừ 3 DU. Rồi, vậy nó sẽ được là bài đầu tiên thì cứ từ từ nhá. 1 phần 4 này. Nhân với U mũ 7 trừ đi 3 U mũ 6 DU. Rồi, và được là nhầm luôn này. U mũ 7 DU thì bằng là 1 phần 8 U mũ 8 đúng không? Nhân với 1 phần 4 ở ngoài nữa. Đây là 1 phần 8 U mũ 8 này. Nhân 1 phần 4 ở ngoài nữa là 1 phần 32 U mũ 8. Trừ đi. Ở đây mình được là 3 phần 7. 1 phần 4 nhân với cả 3 phần 7. À, để ra chuông hay ấy. Bài gì nhỉ?
cái gì à, à phê tịch đúng không à, 3/24 đúng không à, 3/28 đúng không, u mũ 7 cộng c rồi. Nhưng mà đề bài nó hỏi x nhá, xong cuối cùng dòng cuối cùng này các đặt u là cái gì thì mình thay trở lại, đặt u bằng 2 cộng 3 đúng không, thì dòng cuối cùng mình sẽ là 1/32 này, thay ngược lại thôi, u bằng là 2x cộng 3 mũ 8 này trừ đi 3/28 2x cộng 3 mũ 7 cộng với cả c đó. Đây là nguyên hàm đổi biến. Đổi biến là như thế, đổi biến là đổi hoàn toàn về một cái biến mới luôn, đổi về biến u luôn đó. Và khi mà đổi về biến u rồi thì cái nguyên hàm của mình nó đơn giản hơn, nó thành những cái cơ bản, nó thành những cái mà mình đã từng học rồi đó. Và sau đó mình nguyên hàm như bình thường, xong dòng cuối cùng mình lại đưa ngược trở lại với đặt u là cái gì thì mình lại thay trở lại, đặt u bằng 2 cộng 3 thì lại thay u bằng 2 cộng 3 vào. Nào, ở câu này thì mình đặt u bằng theo kinh nghiệm của bài trước đúng không, thì mình sẽ chọn u là cái cơ số của lũy thừa số mũ lớn nhất, thì là chọn u là đây là x cộng 2, chọn u là x cộng 2. Rồi sau đó mình sẽ làm bước vi phân, bước đạo hàm rồi thêm cái đuôi là d ứng với về đấy, thì đạo hàm của u mình được 1, đuôi là du nhá, đạo hàm của x cộng 2 mình cũng được 1, đuôi là dx. Rồi và sau đó thì bây giờ các bạn thay toàn bộ cái nguyên hàm ban đầu này về ở u, thì cái này là u mũ 5 đẹp rồi. Dx ở đây thì sao, dx ở đây thì bằng du nhá, dx ở đây bằng du đây, ở cái bước vi phân mình đã có rồi. Còn x ở đây thì sao, còn cái x ở đây thì mình nhìn xem cái dòng x này mình có thể rút được ở đâu ra, để rút được ở đây ra này, x thì sẽ bằng là u trừ 2 đúng không, x ở đây thì thay bằng u trừ 2. Rồi vậy thì mình sẽ được một cái nguyên hàm chỉ còn u thôi, thì cái nguyên hàm bây giờ sẽ trở thành là u trừ 2 nhân u nhân du. Rồi và sau đó nó trở thành những cái nguyên hàm cơ bản, rất cơ bản thôi, u bình trừ 2 u đúng không, du. Vậy thì từ đây nó sẽ được là 1/3 u mũ 3 trừ đi 2 chia 2 đúng không, là trừ đi u bình cộng c. Rồi sau đó thì mình lại trả ngược trở lại, x đặt u bằng x cộng 2, đây là 1/3 nhân x cộng 2 mũ 3 trừ đi x cộng 2 mũ 2, đúng rồi nhìn nhầm, vậy u mũ 5 thì đây là u mũ 6 này, nhầm này, u mũ 6 trừ 2 u mũ 5 1/7 u mũ 7 trừ đi, đây nhầm đúng không, 2 chia 6 đấy là 1/3 u mũ 6 cộng c. Rồi trả viền cũ thôi, đó. Rồi câu B ở đây thì mình sẽ đặt u bằng là gì nhỉ, mình đặt u là gì, x bình trừ 1 đúng không, đây đúng không, đây u đúng không. Rồi đặt u nhá, x bình trừ 1. Rồi sang ngồi đến cái bước vi phân, đạo hàm u mình được 1, đuôi là du này, đạo hàm của 2x bình đúng không, thì mình được là 2x trừ 1 thì bằng 0 rồi, đuôi là dx nhá. Rồi sau đó ở đây thì thành nghĩa là mình sẽ chia 2 xuống để mình có được cái này thì là x dx, x nhân dx. Nào thì bây giờ cái nhiệm vụ của mình đó là mình phải tách cái này ra, à không phải tách mà mình sẽ biến đổi cái này về u thôi, thì là cái u này đây u 7 rồi, cái u 7 đẹp rồi. Tiếp nào, bây giờ các bạn nhìn vào cái bước vi phân nhá, thì mình biết là mình sẽ nên tách nó như nào này. Ở đây mình có x dx, có nghĩa là x nhân dx thì bằng du chia 2. Có nghĩa là thầy muốn xuất hiện cái biểu thức x dx này. Thầy muốn xuất hiện biểu thức x dx để thầy thay bằng du chia 2. Đó, thì ở đây là x mũ 3, còn thừa x mũ 3 với dx thôi. Nhưng mà ở đây mình chỉ cần x dx thôi. Vậy thì ở đây mình nghĩ tới việc gì? Đó là mình tách cái mũ 3 này ra này, thì thành gì? Thì thành là x bình nhân x không,
và một cái x còn lại thì mình ghép với đích ở cuối nhá. Đây. Đây thì nhắc lại là cái u7 này. Cái x đích đây thì bằng du chia 2. Du chia 2, cái đường du chia 2 này. Rồi tiếp bây giờ còn mỗi cái x bình còn lại thôi. Thì x bình còn lại thì các bạn nhìn thấy mình rút được ở đâu ra? Rút từ dòng này ra được này. X bình thì bằng gì nhỉ? U cộng 1 đúng không? Chuyển 1 sang đúng không? U cộng 1. Rồi, và bây giờ mình viết lại một lần nữa nhá, và mình sẽ được cái nguyên hàm chỉ còn u thôi. Là u cộng 1 này nhân u mũ 7 du chia 2. Rút 1/2 ra ngoài nhá, cho nó gọn này, 1/2 ra ngoài này. U mũ 8 cộng u mũ 7 du. Rồi. Đây nhầm luôn này. 1/2 nhân 1/9 đúng không? U mũ 8 à, 1/9 thì là 1/18 u mũ 9. Cái này là 1/2 nhân với cả 1/8 là 1/16 u mũ 8 cộng c. Rồi sau đó mình trả về đằng cũ, đặt u bằng x bình trừ 1 nhá. Vậy thì ở đây mình sẽ được là 1/18 x bình trừ 1 mũ 9 cộng 1/16 x bình trừ 1 mũ 8 cộng với cả c. Rồi. Đó. Thì bài này thì các bạn sẽ nhìn vào cái vi phân để mình biết là mình sẽ nên tách nó như thế nào. Và ở đây x đích thì mình phải làm sao xuất hiện được cái biểu thức x đích. Đấy, tách cái x mũ 3 ra thôi thì bằng một cái x nhân x bình đúng không? Và một cái x mình ghép với đích thì mình ra được cái du chia 2. Ok nhá. Rồi. Phần số 2 này, một số cái kinh nghiệm mà mình nên chọn u nhá. Cách chọn u này. Thì mình nên chọn u là cái gì? Thì ở đây mình nên chọn u, nên mình nên đặt u bằng một số cái như sau này. Đó là mình nên chọn u đầu tiên, đó là cái cơ số của cái lũy thừa của số mũ lớn nhất. Thì đây thì ghi là cơ số lớn nhất thôi nhá, cơ số của mũ lớn nhất đấy. Bài nào có chứa căn ấy, thì mình nên đặt u bằng căn nhá. Mình nên đặt u bằng căn bậc 2 hoặc là căn bậc 3 gì đó. Bài nào mà có mẫu số ấy, thì mình nên đặt u bằng mẫu số. Bài nào mà có len ấy, thì mình nên đặt u bằng len. Đó, một số cái mà mình hay đặt. Còn tí nữa mình sẽ có những cái trường hợp đặc biệt thì mình sẽ tính sau. Vì đây là một số mà cái trường hợp mà mình hay đặt u nhiều nhất. Đó, ok nhá, bây giờ mình sẽ đi vào bài tiếp theo này, câu số 2 này. Thì A nhà bắt tính nguyên hàm của căn 1 cộng x bình nhân x mũ 3 nhân dx. Đây. Rồi, hướng dẫn bài có trừ căn nhá, thì mình làm thế nào thì nó đẹp này. Thì ở đây mình đặt u bằng căn đúng không? Ở đây có cái cách đặt u rồi. Nếu mà có căn ấy, thì mình nên đặt u bằng cả căn này luôn. Thì ở đây mình sẽ đặt u bằng căn của 1 cộng x bình. Như này. Đặt u bằng căn của 1 cộng x bình. Rồi tiếp theo. Bây giờ mà các bạn đạo hàm luôn thì nó sẽ bị xấu, vì đạo hàm của căn nó bị xấu. Thì bây giờ mình làm một cái động tác trước khi mình đạo hàm nhé. Trước khi mình vi phân ấy. Đó là mình bình phương hai vế lên để cho nó mất căn đã, rồi mình mới đạo hàm nhé. Thì đây mình sẽ được là u bình đúng không? Bằng là 1 cộng x bình này. Rồi bây giờ mình mới vi phân. Vi phân chính là đạo hàm. Xong rồi thêm cái đuôi là d, đúng nghĩa ẩn của vế đấy. Thì đạo hàm của u mình được, đạo hàm u bình mình được gì nhỉ? Đạo hàm u bình mình được 2 u đúng không? Đuôi là du. Đạo hàm của 1 cộng x bình thì mình được là 1 thì hết rồi nhá. Đạo hàm của x bình thì mình được là 2x đuôi là dx. Rồi đây mọi người triệt tiêu đi nhá. 2 này với 2 triệt tiêu này. Rồi sau đó cái nhiệm vụ tiếp theo đó là mình thế toàn bộ này theo hẳn u. Thì đặt cả cái căn này bằng u là ok rồi. Ở đây các bạn cần phải chuyện x nhân dx đúng không? Thì lại vẫn làm như thế thôi. Ở đây x 3 thì mình tách thành gì nhỉ? X bình nhân x đúng không? Thì để cái x dx này, để một cái x nhân với dx thì mình bằng u du. Đó, mình thay x dx này bằng u du.
Rồi, bây giờ còn cái bình ở giữa này thôi, còn cái bình này. X bình này thì mình rút được ở dòng này ra. X bình này thì bằng U bình trừ 1 nhá. U bình trừ 1. Đó, và mình sẽ được một cái nguyên hàm chỉ còn U thôi, viết lại một lần nữa này. U này nhân U bình trừ 1. X dx thì bằng U du. Rồi, xong rồi đấy. Ở đây mình sẽ được là thầy nhầm luôn này. U ở đây nhân U ở đây là U bình rồi. U bình nhân với U bình ở đây trong ngoặc này nữa thì mình được là U mũ 4. U nhân U là được U bình nhân 1 đúng không? Thì là trừ đi U bình. Rồi, vậy thì nó bằng là 1/5 U mũ 5 trừ đi 1/3 U mũ 3 cộng với nhà C. Sau đó một người trả về cũ, đặt U bằng cái gì thì trả về cũ. Vậy thì ở đây mình sẽ được là 1/5 này căn của 1 cộng x bình mũ trừ đi 1/3 căn của 1 cộng x bình mũ 3 cộng C. Rồi, đó. Đây là nguyên hàm đổi biến. Đó, về thì được các bạn nhá, luyện tập nào. Và tự làm thầy từ câu B đổ xuống. Đây nhá. Thì câu bài như này, bài đặt U bằng cả căn bậc 3 này. Đó, sau đó mình mũ 3 lên để cho mất căn bậc 3 thì mình đạo hàm cho nó đen. Sau đó đạo hàm thì mình được là 3 U bình DU nhá, bằng là đạo hàm cái này bằng -3 thôi, dx. Rồi, sau đó thì chia cho 3 đi, chia 3 đi. Để nó trừ cho về này, với là chỉ là dx thôi. Rồi và sau đó thì bây giờ mình xem là tất cả mọi thứ phải theo U nhá. Thì mình đặt cái là U rồi. Cái ở đây mình nhìn vào cái vi phân này. Ở đây là dx đúng không? Dx thì đây, dx này. Dx thì bằng trừ bình du, trừ bình du. Và còn mốc x ở đây thôi. Còn mốc x ở giữa này. Thì cái ở giữa này thì thầy bảo là nhìn vào dòng này. Đây nhìn vào dòng này. Đó thì bạn rút x ra ngoài. Rút x ở đây thì đây là một cái động tác biến đổi bình thường thôi nhá. Các bạn nên đẩy -3 về bên này thành dương 3, đẩy u bình u mũ 3 sang về bên này. Rồi chia cho 2 đẩy sang đúng không? Đẩy sang này, rồi chia cho 3. Vậy thì x thì sẽ bằng là 2 - u mũ 3 à 2 - u mũ nhầm rồi đấy, đây là 2 - u mũ 3 đúng không? 2 - u mũ 3 chia cho 3. Đây bạn ấy vừa rồi viết hơi xấu nên là nhìn nhầm. Rồi, vậy thì đây nó phải là 2 - u mũ 3. Rồi cái này là u rồi đúng không? Thì cái x này thì bằng 2 - u 3 trên 3 này. Cái này thì bằng - u bình du này. Rồi bây giờ thì sửa lại một chút thôi, phải làm cũng gần đúng rồi, sửa lại một tí. Ở đây bạn rút -1/3 ra ngoài nhá. Ở đây có 3 này, 3 sẽ mẫu này, 1/3 này, rồi trừ đây nhá, mất nhá. Và rút ra ngoài để cho nó gọn. Và sau đó thì mình được là bài nhân là luôn này, bài nhẩm nhá, bài nhân vào như này. Là u bình nhân u ở đây là u 3 nhân số 2 nữa thì là 2 u 3 thì đúng rồi. Đó, nhưng cái chỗ này thì vừa nhân nhầm này. Là bây giờ nhân lại nhá, u bình này nhân u là u 3. Nhân tiếp u 3 nữa thì mình được là u mũ 6, ở đây phải là u mũ 6 này. Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ được là bây giờ mình bước mình nguyên hàm bình thường thôi. Đây là 2/4 đúng không? U mũ 3 mà, 2/4 là 1/2. U mũ 6 là 1/7 nhá, u mũ 7. Đó, vậy thì đây nó phải là 1/21 đúng không? Của cái này mũ 7. Cộng C, đó. Thì đây là đáp án của câu này, câu B. Rồi. Tiếp mình là ý C. Rồi. Nào. Ở đây mình xem hai câu này. Ở đây mình có được là đặt U. Cái câu này thì đặt U bằng cái căn này thôi. Thì ở đây bình phương trước này. Xong rồi đạo hàm này. 2 U DU thì bằng là 4 X DX. Chia số 4 về này nhá. Thì mình được 1/2 chia 4 này được 1/2. U DU thì bằng X DX. Thì ở đây U... cái là u rồi và mọi người nhìn thấy đây là x dx này thì đây chính là x dx này, vậy thì thế cả hai cái này luôn, cả x cả đấy, x nhân dx luôn, x nhân dx này thì bằng 1/2 u du này, vậy nó chỉ còn u này và 1/2 u du này, vậy thì 1/2 rút ra ngoài còn u bình du ở đây là nhầm luôn. Nguyên hàm của u bình thì được là 1/3 đấy, u mũ 3 đấy, 1/2 nhân 1/3 1/6 u mũ 6 à u mũ 3 cộng với là c, rồi trả về cũ thôi, đặt u bằng căn này. Đây, chuẩn rồi. Câu này thì vẫn được đưa vào căn này. Bình phương lên x 3 bằng u bình vi phân là đạo hàm dx bằng 2 u du, vậy thì cái này là 2 u du này, dx thì bằng 2 u du,
Rồi. Cái dưới mẫu thì là u rồi. Ở trên tử thì sao? Trên tử đây có x cộng 1 nên là mọi người xem x. Mình có thể rút x từ dòng này ra nhỉ. X thì bằng u bình cộng 3 đúng không? Chuyển 3 sang cái này đó, x thì bằng u bình cộng 3 cộng với 1 nữa thì là u bình cộng 4 nhá. Xong ở đây mọi người nhìn thấy là thế hết này, u bình cộng 4 này. Ở dưới là u này. Ở cái dx này thì bằng 2 u du thì cái u ở đây triệt tiêu. Đó, vậy thì mình còn lại là 2 nhân với cả u bình cộng 4. Xong rồi nguyên hàm thôi, số 2 vẫn để nguyên nhá. Nguyên hàm của u bình thì mình được là u 1/3 u 3, 2/3 u 3 này. Nguyên hàm của 4 thì mình được là 4 u nhá. Giống như là 4x ấy, thì mình được là 4 thì mình được 4x ấy. Ở đây là u nhá thì là 4 u, nhưng mà nhân số 2 đây nữa. Thì là 8 u cộng c rồi trả về cũ đâu là xong. Rồi, tiếp theo. Câu E. Câu E. Câu này thì nên đặt u là gì đây? Câu này thì theo mọi người nên đặt u là gì? Cảm giác thôi. Nên đặt u là gì? Ở đây có hai kiểu, một là đặt u cả cái mẫu này. Hai là đặt u là bác cộng 2 thì nghĩ là chắc là chỉ có hai kiểu đặt đấy thôi. Thì ở đây bình thường là một phải thử nhá, nhưng mà câu này thì đã chữa rồi, đã chữa nhiều lớp rồi, thế nên là đây mình đặt u bằng cái 3 căn x cộng 2 này. U bằng cái này là đẹp. Đó, đặt nào. Ba căn x cộng 2. Rồi, tiếp. Bây giờ thì mình lại không nên bình phương. Bởi vì kể cả mình có bình phương thì mình vẫn còn căn nhá. Đó, mình bình phương vẫn còn căn. Vì mình hằng thức ấy. A bình cộng 2AB cộng B bình ấy, mình vẫn còn căn. Thì câu này thì mình sẽ nguyên hàm luôn. À, câu thì mình sẽ đạo hàm luôn. Đạo hàm của u mình được 1 này, đuôi ở du này. Đạo ở đây thì đạo 2 hết nhá, đạo 3 căn x. Có nhớ đạo hàm căn x bằng gì không? 1 trên 2 căn x không? Đạo một căn x nhá thì mình được là 1 trên 2 căn x. Dx thêm cái đuôi là d ứng với về đấy là dx. Rồi, thì bây giờ mình xem mình thế được toàn bộ thể u chưa này. Thì cái này là u bình nhá. Cái này là u đúng không? Thì u, cái dưới mẫu là u bình này. Nhìn một tí, nhìn cái phân này mình mới biết là mình nên thấy kiểu gì. Ở đây mọi người nhìn thấy có cả cụ dx chia căn x không? Đây chia dx này, chia căn x này, đây này. Đó, vậy thì mình sẽ đẩy số về này thôi. Vậy thì mình sẽ có được ở đây là cạnh nhân chéo chia số này. 2 du chia 3 đúng không? Thì bằng dx chia căn x. Đó, vậy thì mình thế cả cái dx chia căn x này luôn. Thế cả cái dx chia căn x này luôn thì bằng 2 du chia 3. Vậy thì mình được full cái ẩn u rồi. Cái này nó sẽ được này. Thứ nhất, cái này là 1 trên u bình. Tiếp, cái dx chia căn x nhá, dx chia căn x này thì bằng là 2/3 du. Rồi, rút 2/3 ra ngoài. Ở đây thì thôi, thì không muốn viết thêm một dòng nữa, cái này thì là dạng cơ bản rồi. Có nhớ là 1 trên u bình du, cái này có trong cái công thức cơ bản đấy, 1 trên u bình du thì bằng gì đâu? trừ 1/u đúng không? Vậy thì ở đây là -2/3, -2/3 u nhá. Đó, nhân với -1/u mà. Cộng c. Rồi, xong trả về cũ thôi. Đây. Nào, câu này thôi tập trung nhá. Nào. Bài này thì như sau này, câu này thì mình nghĩ là ít bạn nhìn ra được lắm, nhìn ra là mình nên đặt u là cái gì nếu mà các bạn để nguyên ở cái dạng này. Thì câu này mình sẽ làm như sau này. Chắc câu này là nếu mà đi thi mà làm được thì phải làm trước ở nhà rồi. Thì mình đi thi mới nghĩ được câu này làm như nào. Câu này nhá, mình sẽ làm như sau này. À, thầy một tách cái này ra cùng một số mũ. Thầy tách cái này ra cùng một số mũ nhá, thì mình sẽ được là x trừ 1 mũ, nhìn xem có hiểu nhá, 2021 này, ở trên là mũ 2021 đúng không? Ở dưới là 2023, thì thầy tách thành là 2021, xong rồi nhân với cả một cái mũ 2 nữa. Nghe mọi người có hiểu không? Tách cái 2023 này,
thành 2021 để cho giống cái trên từ. Nhưng mà phải nhân thêm mũ cái mũ 2 nữa đúng không? Thì khi nhân lại thì mình được mũ 2023 được. Rồi, và sau đó đây nó sẽ được là bằng thầy gộp cả hai cái này lại thì thành là x trừ 1 chia x cộng 1 tất cả mũ 2021 rồi nhân với 1 trên x cộng 1 bình đấy như này. Đó, ghép cái này mình có x mũ n mà mình có x mũ n chia cho y mũ n ấy. Nếu mà cùng một số mũ ấy, thì mình sẽ được phép làm là x chia y tất cả mũ n nhé. Rồi là bây giờ nếu mà viết ra được cái dòng này rồi thì mọi người sẽ nhìn thấy mình nên ra u là gì, mình nên ra u là gì nào, x trừ 1 chia x cộng 1 đúng không, đặt cái cơ số của số mũ lớn nhất đúng không, mũ 2021 mũ lớn nhất đúng không, bây giờ mình ra cái cơ số của nó đây cả cái này nhá là u này. Đó bây giờ mình sẽ đặt u bằng là x trừ 1 chia x cộng 1 đặt u là x trừ 1 chia x cộng 1. Rồi nào bây giờ làm bước vi phân nào, đa hàng u mình được 1 nhá, đàm u mình được 1, đuôi là du này. Nào đa hàm một cái này nào, có nhớ học kỳ 1 đâu, a cộng b chia c cộng d đấy. Ờ, dưới mẫu chắc là mẫu bình rồi, ở trên tử là số mấy nào, 1 này trừ trừ 1 đúng không thì là 2 dx này. Rồi vậy thì ở đây mình nghĩ tới việc là nào, thế này trong một thử u này thì cái này là u nhá, cái này là u rồi, đây sẽ là u, cái này là u rồi, ở đây là 1 chia x cộng 1 bình dx, ở đây gần được đúng không, vậy chia số 2 xuống là xong không, chia số 2 xuống là xong, vậy thì ở đây mình sẽ có được là du chia 2 thì bằng là 1 chia x cộng 1 tất cả bình dx. Đó vậy thì thay cái còn lại, thay cả cái cục này luôn đây, thay cả cái này 1 trên x cộng 1 tất cả bình dx này thì bằng du chia 2. Đó và đây mình sẽ được cái nguyên hàm này sẽ trở thành là cái là u mũ 2021 này, cả cái này thì bằng du chia 2 rồi bằng, đã viết khá nhiều rồi nên nhẩm luôn nhá, 1/2 để nguyên này nhân với cả bao nhiêu nhỉ, 1/2022 nhân với 2 luôn, nhẩm luôn thì đỡ mất một dòng nhỉ, 1/4044 đúng không, u mũ 2022 cộng c. Rồi xong trả về ẩn cũ, đặt u bằng cái gì mình trả về ẩn cũ. Vậy thì đây kết quả cuối cùng là 1/4044 nhân với cả x trừ 1 nhân x cộng 1 mũ 2022 cộng với cả c. Đây, kết quả câu này. Nào, câu này nên đặt u là gì nhỉ? Cảm giác nên đặt u là gì nhỉ? Đặt u bằng căn của tan x trừ 1 nhá, đặt u này. Nào, mọi người tập trung trở lại nào, đặt u bằng căn của tan x trừ 1. Rồi, bình phương trước đúng không? Bình phương trước đúng không? Mất căn đi đã. U bình này bằng tan x trừ 1 để bỏ căn đi này. Rồi, bây giờ mình bước là bước vi phân chia đạo hàm thôi. 2 u du này bằng đạo hàm của tan x, còn nhớ không? Đạo hàm của tan x mình được là 1 trên cos bình x. Đạo hàm tan x thì mình được là 1 trên cos bình x. Đấy. Rồi, sau đó bây giờ mình xem mình thế được tổng thể u chưa? Thì cả cái này là u nhá. Nhập cái này là u này, xong rồi này. Nhìn vào cái vi phân này nữa. Vậy mình được dx chia dx này chia cho cos bình x. Vậy thì mình thấy cả cái dx này chia cos bình x này, thế cả cái này luôn. Đó, đấy chứ có biết này thì bằng 2 u du. Rồi, còn tan x thì sao? Tan x ở đây mình rút được ở đâu ra? Cái tan x ở đây đúng không? Bằng là gì nhỉ? Đẩy trừ 1 sang là xong thôi. U bình cộng 1 đâu. Đó và mình sẽ được một cái nguyên hàm chỉ còn u thôi. U bình cộng 1 này. Là cái tan x này này. Cái căn này, cả căn này là mình gặp u nhá. Dx chia cos bình này, dx chia cos bình này, 2 u du. Đó. Và mình sẽ được này, đẩy hai ra ngoài nhá, nó gọn này. U nhân u được u bình, nhân u bình ở đây nữa là u mũ 4.
u bình nhân với cả 1 thì là u bình. Rồi, bằng 1 phần 5 đúng không? U 5 là 1 phần 5 nhá, 2 phần 5, u 5. Cái này là 1 phần 3 đúng không? Nhưng 2 nữa là 2 phần 3. U 3 cộng C. Rồi, sau đó mình trả về cũ. Đặt u bằng căn. Thử cho. Được. Thì u là có hai ý tưởng đúng không? Đặt u là cả đúng không? Đặt u là đích thôi đúng không? Thì coi thầy thử rồi, đặt u bằng cái đích thôi. Rồi, ở đây nhá, mình sẽ có được là bài làm đúng rồi, cái này là căn đây u này, bình phương này. Sau đó thì đạo hàm này 2 u du này thì bằng đạo hàm x 1 x nhá, đích. Vậy thì ở đây mình thấy được là 1 x đích chính là cái cục này luôn này. Nha. Cái loại x xin lỗi nhỉ. Cái u này. Cái này là 2 u du này, còn cái này đích này thì bằng là u bình trừ 1 nhá. Nha, Yến đúng không? Trật tự này, trật tự. Rồi, sau đó thì toàn bộ thầy theo u rồi. Và đây mình làm là bình thường thôi. Còn câu C nhá, mọi người ý tưởng nên đặt u ở len x nhá. Câu C này nên đặt u ở len x. Nào, ở đây này, câu C nhá. Đặt u bằng len x này. Đặt u bằng len x. Đạo hàm này, đạo u bị được 1 cho đuôi du này, đạo len x bị được là 1 x nhá. Đích này. Rồi ở đây mình thấy cái gì? Ở đây mọi người thấy là đặt u len x, cái u len x này. Cái u này, cái đích bằng u này. Và cả cái cụ vào luôn nhá, cả cái đích chiếc này. Cả cái đế chiếc đây. Đế chiếc cả hai cái này luôn thì bằng du luôn. Đó, vậy thì mình sẽ được cái gì rồi? Cả hai thì chính bằng du nhá. Vậy thì mình sẽ được là 1 này cộng với 2 u này. Ở dưới là u này. Hai cái này thì là du rồi. Đó, xong rồi tách ra thành hai phân số 1 phần u. 1 trên u này cộng với 2 u trên u thì được 2. Rồi, sau đó thì nguyên hàm bình thường nó toàn nguyên hàm cơ bản, 1 phần u du thì bằng len trừ u. 2 thì bằng 2 u. Cộng C rồi trả về cũ